nhìn xem cha cánh đã mình đơn sơ ra đi là người vô hành hát xương nghèo nàn vẫn vui vào từng nơi đi qua các dân cha loan truyền về chúa nhân điển, ngài chỉ nói đến cha trên trời Xin kính chào quý cụ ông, cụ bà và toàn thể anh chị em đang theo dõi chương trình Trên đường em mau tìm hiểu về tin mừng sự sống của Đức Thánh giáo Hoàng Gian Phao Đệ Nhị. Chúng tôi là Linh Mục Phê -rô Phạm Duy Khánh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong số vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về cụm từ gia đình là cung thánh của sự sống và cái điều đó đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị đã triển khai từ số 92 trong thông điệp tin mừng sự sống. Và trong số vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu vậy thì cung thánh sự sống, khi nói gia đình là cung thánh sự sống có nghĩa là gì? Chúng ta đã được nghe biết gia đình là cung thánh sự sống nó mang ý nghĩa là bởi vì ở nơi gia đình cưu mang và phát sinh sự sống. Ở nơi gia đình là nơi nuôi dưỡng sự sống và làm cho sự sống ấy lớn lên cũng như phát triển. Ở nơi gia đình là nơi mà sự sống được sự che chở và bảo vệ. Ngày hôm nay tôi xin mời quý vị cũng chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu vậy thì làm thế nào mà mỗi gia đình của chúng ta sẽ gọi là cộng tác vào và làm bật lên, làm sáng lên cái ý nghĩa là cung thánh của sự sống. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gợi lên cho chúng ta những ý tưởng sau đây. Điều đầu tiên đó là gia đình Kitô Hữu phải hiểu biết về giá trị thánh thiêng và bất khả xâm phạm của sự sống. Và chính vì thế mà chương trình trên đường em mau này được mở ra để có thể giúp cho mỗi gia đình của chúng ta, mỗi người trong chúng ta và mỗi gia đình ý thức được cái sự thánh thiêng và bất khả xâm phạm cái chương trình này mong muốn để mà mở ra làm cho quý ông bà anh chị em thấy rằng sự sống không phải là đến từ con người nhưng sự sống tiên vạn là đến từ thiên chúa và con người chúng ta làm cái gì đó là cộng tác với thiên chúa trong việc lưu truyền và bảo vệ sự sống mà thôi sự sống đó đáng trân trọng và chỉ có một mình thiên chúa mới có quyền sống hay chết bắt người này chết để người kia sống hay ngược lại do đó khi mà chúng ta tìm hiểu về sự sống ấy là chúng ta đang giúp cho đang tô vẽ cái cung thánh là gia đình của chúng ta được lộng lẫy và trang nghiêm để đón chờ những cái sự sống là ân ban của thiên chúa dành cho chúng ta vậy điều đầu tiên đó là khi chúng ta hiểu biết về cái giá trị thánh thiêng của sự sống đó là lúc chúng ta đang cộng tác đang làm cho cái cung thánh được cung thánh sự sống trong gia đình của chúng ta thêm lộng lẫy điều thứ hai đó là gia đình cần yêu thương và quý trọng sự sống như thiên chúa và giáo hội mong ước yêu thương và quý trọng những cái ân ban là con cái mà thiên chúa ban cho mỗi gia đình của chúng ta yêu thương và quý trọng để rồi con cái chúng chào đời, chúng nhận được cái tình yêu và sự chăm sóc một cách kỹ càng, chu đáo. Chúng không có bị bỏ rơi rồi trở nên lêu lỏng, không có được cái sự giáo dục. Vậy nên cái cung thánh là như vậy, giống như là trên trên cung thánh mà quý ông bà anh chị em chúng ta đi tham dự thánh lễ hàng ngày chúng ta cũng thấy ở trên đó kể từ giúp lễ và cái uh, quý linh mục chủ tế hay đồng tế bước đi bước lại khoan thai trang nghiêm làm mọi sự nó đều kính cẩn và trong gia đình của chúng ta cũng thế thôi chúng ta được mời gọi hãy làm cho cái gia đình này ngập tràn tình yêu thương ngập tràn cái sự quý trọng và yêu mến lẫn nhau và điều thứ ba gia đình công thánh có nghĩa là ở nơi đó mọi người đều nhận ra cái trách nhiệm của mình trong việc che chở và bảo vệ sự sống làm cha thì sống cho cái đúng cái cương vị làm cha làm mẹ thì cũng vậy làm con cái cũng thế chúng ta nhận biết rằng là cái thân xác này là do máu thịt của cha mẹ hôn đúc mà thành là do ân sủng của thiên chúa cho nên là làm cái gì chúng ta cũng phải để ý để bảo vệ cái thân xác của mình những người con trong gia đình cần ý thức cái chuyện như vậy rồi cha mẹ cũng vậy cũng biết nuôi dạy con cho nó đúng lẽ đúng lúc và kịp thời vậy nên như chúng tôi đã đưa ra ví dụ ở trên bàn thờ cũng thế thôi ở trên cung thánh ở trong các thánh đường cũng thế thôi linh mục chủ tế biết cái phận vụ của mình linh mục đồng tế rồi các thầy phó tế rồi các em giúp lễ rồi những người trong ban nghi lễ nếu mà chúng ta tham dự một cái thánh lễ mà không ai biết cái việc của mình là gì rồi bắt đầu làm đi lại trên cung thánh nhố nhăng rồi nói những cái câu nó không cần thiết rồi có những cái cử chỉ mà dư thừa thì chắc chắn là chúng ta tham dự thánh lễ chúng ta khó chịu cái chuyện đấy lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta tham dự cái thánh lễ mà nó nghiêm trang, nó nó trật tự, nó 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 lớp lang thì chúng ta cảm thấy mình cũng sốt sắng. Thì ở trong gia đình cũng thế, nếu mà người cha, người mẹ biết cái trách nhiệm của mình, biết trân trọng những những cái ân ban của Thiên Chúa, con cái cũng thế thì chúng ta sẽ biến gia đình của chúng ta trở thành công thánh điều thứ tư mà đức thánh giáo hoàng cũng mời gọi chúng ta đó là bầu khí của thờ phượng người ta chỉ có thể làm cái việc thờ phượng ở trên cung thánh mà thôi cung thánh không phải là một nơi mà làm những cái chuyện ngoài cái chuyện thờ phượng thì trong gia đình của chúng ta cũng thế rất cần cái bầu khí kinh nguyện ở trong gia đình và đây là cái điều mà rất nhiều gia đình của chúng ta hay quên sót. Khi chúng ta sanh con đẻ cái, mình không tập cho mình vợ chồng vợ chồng mới lấy nhau không tập cho mình cái việc mà đọc kinh cầu nguyện hàng ngày. Rồi khi mà con cái của mình chào đời nó biết tập, nó biết nói chẳng hạn, không tập cho chúng nó cách cầu nguyện thì rồi cái cái bầu khí gia đình nó bị tan loãng đi và nó thiếu cái bầu khí cầu nguyện đó, nó cũng làm cho cái cung thánh của chúng ta trở nên nhạt nhòa, trở nên uế bẩn. Và trong cái số 93, Đức Thánh Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh gia đình hãy đào sâu, hãy làm cho cái bầu khí thờ phượng nó được lan tỏa khắp nơi trong cái cung thánh của gia đình. Và cuối cùng trong số 94, số 5, ở à, điểm thứ 5 thì Đức Thánh Giáo Hoàng cũng liên để ý gọi là, là nhắc nhở chúng ta hãy để ý đến những người già ở trong gia đình nhiều khi nói về sự sống chúng ta thường nói về những đứa trẻ những đứa con cái của mình mà mình quên mất đi những người già cũng đang cưu mang trong mình sự sống và ân ban của thiên chúa để rồi chúng ta lơ là chúng ta không để ý đến những người già là bố mẹ là ông bà của mình và trong một số trước đây chúng tôi cũng đã đề cập đến cái chuyện đấy. Những người già họ có cái kinh nghiệm, họ có cái sự chăm sóc và đối với những người già, họ lại càng để ý và chăm sóc sự sống hơn nữa. Tóm lại kính thưa quý ông bà và anh chị em, có 5 điểm mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta biến cái gia đình của chúng ta trở thành cung thánh của sự sống. Đầu tiên là phải hiểu biết về giá trị thánh thiêng cũng như là bất khả xâm phạm của sự sống thứ hai là phải yêu thương và quý trọng sự sống trong gia đình của chúng ta điều thứ ba là ý thức trách nhiệm của mình trong mỗi gia đình điều thứ tư đó là hãy biến gia đình của mình thành một cái nơi thể hiện thờ phượng thể hiện được cái dấu chỉ của cung thánh trong gia đình của mình qua những cái giờ kinh nguyện hàng ngày và cuối cùng hãy lưu tâm đến những người già cả trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái và chào tạm biệt.